Chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người đến với kênh YouTube của mình, kênh YouTube Rảnh Thì Ngồi Làm. Thì cái video này giờ mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái máy lọc nước tổng nhà mình đang dùng. Đấy, đây là cái máy lọc nước tổng. Cái này thì hiện tại theo mình thấy ở trên cái nơi mình ở ấy, hầu như là ít người dùng cái loại này lắm. Họ thường dùng cái loại mà máy lọc nước RO của Kangaroo hoặc của các hãng khác mà lắp ở dưới cái bồn rửa bát ấy. Cái máy nhỏ nhỏ ấy, nó có tận 9 lõi lọc ấy, với lõi bù khoáng ấy. Đấy, tuy nhiên thì nếu mà nhà các bác nước sạch sẽ thì không sao, nhưng mà đa phần các bác ở trong thành phố ấy, những cái nước cung cấp ra ấy, nó đóng cặn sát thì sát kinh lắm. Các bác cứ bịt cái khẩu trang vào trong cái vòi nước ấy, thì biết. Đấy, nếu mà nhà bác nào có tình trạng mà nước nó đóng chỉ sát như vậy và nó nhiều kim loại như vậy thì các bác nên sắm cái máy lọc nước tổng thế này. Thì đây nước nhà em thì nó cũng có cái hiện tượng như thế, tuy nhiên cái hiện tượng của nhà em nó ít, nó chưa đến mức độ nặng lắm. Thì bên nhà cung cấp họ đã tư vấn cho em cái máy lọc nước mà nó có một cái cột như thế này thôi. Đấy, một cột lọc. Còn nếu mà các bác mà nước bẩn hoặc là nước nhiễm mặn, nhiễm phèn này thì nước nói chung là nó cực kỳ ô nhiễm ấy, thì họ sẽ tư vấn cho các bác cái loại mà ba bình lọc này luôn, đây ba cái cột này luôn, ba cột thậm chí là bốn cột thì nó sẽ nhiều tiền rất nhiều. Còn là nhà em làm mực nước mà họ khi lấy về kiểm tra thì họ sẽ tư vấn là chỉ cần loại một cột này là đủ xài thôi. Thì đây các bác xem cái loại một cột của em nó cũng đơn giản thôi. Đấy thì trong cái cột này họ sẽ đổ các loại vật liệu, ví dụ như là cát này, than hoạt tính này, rồi các loại đá lọc, các nói chung ở trong này là kín, đặt kín các cái vật liệu lọc. Nói chung là chi tiết đó là những cái gì thì có thể các bác search trên Google hoặc YouTube người ta nói. Còn đây em chỉ giới thiệu sơ qua cái máy lọc của nhà em thôi. Thì nếu các bác nào cũng dùng máy lọc cũng quan tâm đến thì xem cái video này. Thì cái máy lọc một cột này thì giá nó đã thuộc cái loại rẻ nhất rồi, nó chỉ tầm 5 triệu đổ lại thôi. Thì các bác lắp ở trên cái tầng trên cùng đấy, nó sẽ nối từ cái ống từ cái bể nước của nhà các bác, sau khi các bác bơm cái nước của nhà máy người ta cấp lên ấy, thì nó sẽ cấp qua đây. Đấy, máy bơm nước sau khi mình cắm điện thì nước nó sẽ cấp qua đây, sau khi nó xử lý nó lọc hết các cái chất bụi bẩn, chất cặn, rỉ sắt, và cuối cùng nó sẽ đi vào trong cái tét nước của nhà mình, và từ cái tét nước của nhà mình nó sẽ dẫn xuống dưới. Và nhà bác nào dùng bình nước nóng năng lượng mặt trời thì nó sẽ dẫn một đường đi qua cái bình nước nóng năng lượng mặt trời đấy, rồi nó đi xuống dưới. Đấy, đây trong này là hoàn toàn nước sạch. Hiện tại thì trời nắng quá em không quay, chứ còn bình thường em sẽ mở cái nắp ở bên trên kia ra cho các bác xem. Thì thôi chịu khó tí vậy nhỉ. Đây ok các bác nhé, để em cầm chắc cái điện thoại là nó rơi xuống đây. Nắng quá, đang 3 giờ chiều mẹ hướng tây lên như thiêu đốt. Thôi tiện làm cái video hy sinh tí vậy. Đây các bác ơi, nhà em này trên mái này nhá. Thì sau khi cái bình kia nó lọc cái nước từ nhà máy mình bơm lên thì nó sẽ bơm trực tiếp vào đây. Đấy, đây là cái tét nước nhà em, hiện tại thì nó nóng lắm. Đây là cái rơ le điện tự ngắt, thì em chế thêm cái vỏ lon ốp bên ngoài này, bởi vì nhiều nhà không chế vỏ lon ốp bên ngoài thì sau một thời gian sử dụng nắng mưa nó vào đây thì nó sẽ gây vỡ hết cái lớp nhựa ra và dây điện nó dò điện vào nước rất nguy hiểm. Em chế cái này yên tâm dùng. Đấy, đây chỉ cho các bác xem cái nguồn nước sau khi lọc. Không biết các bác nhìn rõ, các bác nhìn thấy cái đáy tét nước nhà em không? Em dùng được 2 năm rồi nhé, 2 năm rồi. Đấy, chứ không phải là mới dùng mà các em lại quảng cáo cho các bác. Đây là nhà em đã dùng 2 năm rồi, các bác nhìn đáy cái tét nước kìa. Đấy, hầu như rất còn sáng bóng, thậm chí chỉ có một tí gọi là cái gì rỉ sắt thôi, phải do vệ sinh không sạch thôi. Đấy, các bác nhìn này, các bác nhìn nhé. Đấy, thành bể mình nước gọi là nhìn thấy nó màu inox vẫn còn sáng choang, nó chỉ bám một tí gọi là bẩn một lớp rất mỏng mà rỉ sắt thôi. Đấy, thì chứng tỏ là cái máy lọc này nó rất là tốt. Còn như các bác biết ấy, cái đợt trước mà em chưa lắp cái máy lọc này thì đây, chưa lắp cái máy lọc, em các bác nhìn này, chưa lắp cái máy lọc thì dưới đáy của cái tét inox nó đóng một cái lớp bụi bẩn đen xì như này. Đây là cái nước mưa nhá, nước mưa từ ống nước xả mái tôn xuống đây, các bác nhìn này. Đấy, thì cái tét nước mà lúc chưa lắp máy lọc nó có một cái lớp đen xì y như này luôn. Đấy, rồi các cái bồn cầu các thứ nữa. Đấy, còn sau khi lắp cái máy lọc này, nước lọc qua, các bác vừa nhìn đấy, thì cái bồn inox của nhà em rất là sạch sẽ, chứng tỏ là nước nó đảm bảo. Thì hiện tại ấy, em đang người ta tư vấn đấy là cái lọc này nó có hai bộ phận mà. Một cái bình lọc to kia là toàn cát, những cái việc vật liệu thô rồi. Cái đấy mình không thể tự thay được. Tuy nhiên có cái cốc lọc gọi là cốc lọc 20 inch này, lọc bông. Đấy, thì người ta tư vấn là 6 tháng thay một lần. Thì tuy nhiên thì không cứ phải 6 tháng là thay một lần, đấy là cái tối thiểu.
người ta đưa ra như vậy. Còn từ theo cái tình trạng nước của nhà mình sử dụng, ví dụ như mình ít sử dụng chẳng hạn, thì có thể một năm hoặc hơn một năm mình thay, hoặc nước nhà mình rất là sạch sẽ chẳng hạn, thì thậm chí là em nghĩ là phải 1.5 năm 2 năm thay vẫn được. Thì đây, hiện tại thì nhà em dùng được 2 năm rồi, và em cũng nói chung là đến hôm nay cũng thử gọi là mở cái, nhớ đến cái này, mở ra để gọi là thay cái lọc bông. Thì đây, vừa đi mua một cái lọc bông mới này, đây là cái lọc bông nhá. Đấy, thì tuy nhiên thì sau khi em mở cái lọc bông của nhà em ra ấy, thì em cảm thấy là chưa cần phải thay các bác ạ, chưa, hoàn toàn chưa cần phải thay. Đấy, theo nhà hãng sản xuất ấy, để mà nước sạch sẽ đảm bảo ấy, thì cứ 6 tháng thay một lần. Nhưng mà tuy nhiên thì em thấy thì cũng không nên nguyên tắc quá, bởi vì đây là cái lọc bông. Nắng quá, quay video nó không được chuẩn lắm. Đây, quay video nó không được chuẩn, nó không lấy nét, nó không được chuẩn lắm. Mang vào trong kia vậy nhé. Để đây, để tí mình sẽ rửa cái lọc bông này. Đây, hai cái lọc bông. Nếu như các bác mà chỉ dùng mỗi cái máy lọc RO ấy, mà nó thường nó có 3 cục lọc ấy, thì cái lọc bông mà các bác phải thay thường xuyên nó có giá 30-40 ấy, là cái lọ số 1 nhá. Thì thường các bác mở cái lọ số 1 các bác nhìn cái cục lọc bông nhà các bác nhá. Mở cái lọ số 1 cho nó đen xì một màu, bùn đất đóng đen xì luôn. Đấy, tuy nhiên thì nhà em dùng cái loại lọc tổng này 2 năm rồi, mở ra nó mới chỉ gọi là xám xám một màu, và một nửa bên trên này hầu như vẫn còn sáng nguyên. Đấy, thì em nghĩ em chưa phải thay. Đây, có cái bẩn nhất là màu này. Đấy, bẩn nhất ở cái cục này là cái cục ở dưới đáy. Đấy, đây cái cục lọc bông này. Thì em giới thiệu các bác nguyên lý của nó nhá. Thì cái nước này, nước này sau khi nó cấp vào đây thì nó sẽ thấm qua cái màng ngoài của cái cục lọc bông này. Sau đó nó sẽ giữ lại các cái chất bẩn ở bên ngoài này. Còn nước sạch nó sẽ thấm qua bông. Đấy, thấm qua bông nó sẽ vào bên trong lõi này và nó đẩy lên trên này và nó đi qua cái này. Đi qua cái ống nước này, nó vào cái tét nước của mình là cái nước sạch. Đấy, thì hoàn toàn cái chất bẩn, toàn bộ chất bẩn nó sẽ giữ ở bên ngoài cục lọc bông này. Thế là bây giờ mình sẽ xem cái ở bên trong. Đây. Ngoài này cho sáng chút. Điện thoại cùi quá. Đấy, các bác nhìn nhá. À. Đấy. Cái quan trọng là cái bông ở bên trong này, các bác nhìn. Cái bông bên trong vẫn còn trắng tinh luôn. Vẫn còn trắng tinh luôn. Thì theo em thấy thì cái này nó hoàn toàn là chưa cần thiết phải thay. Cái này thậm chí nhà em có thể dùng thêm được 6 tháng cho đến 1 năm nữa thay vẫn được. Bởi vì cái bông bên trong này nó chưa dính bẩn một tí nào. Đấy. Mà bên ngoài nó chỉ hơi bẩn một chút thôi. Đấy, bây giờ em sẽ đi vệ sinh qua một chút bên ngoài của cái cục lọc bông này, em sẽ lắp lại. Tiêu chí của mình là tiết kiệm. Đấy, các bác nhìn cái lõi lọc bông chưa? Nó, đây nhìn này. Đấy. Vẫn sáng trưng. Bây giờ các bác cứ thử mở, nếu các bác nhà dùng cái máy lọc của RO ấy, các bác thử mở cái lọ số 1 của bác ra. Nếu mà em tin chắc nó sẽ đen xì luôn. Đen xì cả trong cả ngoài luôn. Đen màu của nó phải loại là màu thành màu nâu luôn, thì các bác thấy cái nước nó sẽ bẩn như thế nào. Thì nếu các bác cũng nước cũng bẩn như thế thì các bác nên sắm một cái máy lọc tổng như thế này cho nó an toàn. Và một vài chục triệu. Nếu ba lõi thì hãng xịn nó tầm 15 triệu, 15 đến 20 triệu để đánh đổi sức khỏe cho cả gia đình mình. Thì các bác nghĩ nó có đáng không? Bởi vì hiện tại nước ăn uống thì có thể mình lựa chọn các thứ mình ấy, nước mình sẽ dùng hàng ngày luôn, tắm rửa uống thì mình có thể lọc qua cái nước lọc RO kia, nhưng mà cái nước ấy, nước mình tắm rửa mình giặt rũ này, các bác nào mà sinh viên thì ngày xưa thì biết ấy, giặt cái áo trắng, mà mua cái áo trắng xong giặt khoảng độ tháng áo biến thành màu cháo lòng đấy, là do cái nước đấy. Nhà các bác nào mà nước bẩn mà cứ để thế mà giặt quần áo thì nó sẽ dẫn đến hư hỏng máy giặt, tháo ra làm vệ sinh cũng nước đen xì luôn. Mà kể cả bình nóng lạnh đấy, bình nóng lạnh các bác không lọc tổng qua bình nóng lạnh đấy, đến lúc vệ sinh thợ vệ sinh đổ ra không khác nước cống đấy. Thì bây giờ em sẽ vệ sinh cái này xong lát xuống em quay cái bồn cầu của em cho các bác xem nhé. Đây mọi người ơi, em quay cái lavabo nhà em nhé. Tại sao phải quay cái lavabo này thì cái lavabo này là cái minh chứng rõ ràng nhất cho cái hiệu quả của cái lọc tổng kia đấy. Đây, nếu các bác mà nhà các bác có lavabo, các bác cứ mở ra xem, nếu mà cái màu của nó vẫn, nước của nó trong này, nhất là cái thành, ví dụ đây cái chỗ thành này này, cái thành mà không tiếp xúc với nước ấy, với lại cái màu của cái thành mà nó tiếp xúc với nước ấy, nó gần như tương đương nhau này, thì chứng tỏ nước nhà các bác sạch nhá. Đây, các bác nhìn dưới đáy này, đáy nhà em là vẫn còn một chút gọi là, đây các cái vẩn này là cái vẩn dỉ sắt, đây vẩn dỉ sắt là gọi là chất bẩn ở trong nước ấy. Nếu mà không dùng cái lọc tổng kia ấy, thì nó dày lên thành khoảng một phân luôn ấy, nó dày lên. Nói chung là cả cái màu này, từ cái chỗ mà có nước bám vào chắc chắn nó sẽ bám thành cái màu gọi là màu nâu luôn, màu của đất luôn. Đây cho các bác xem,
ngày trước cái nhựa này, đây cái nhựa này, cái nhựa này ngày trước không vệ sinh được, vẫn còn nguyên vết tích đây. Còn là các bác nhìn nguyên vết tích, các bác nhìn bám kinh khủng chưa? Đấy, ngày trước ngày em chưa dùng lọc động đấy, đấy có thấy bám kinh khủng không? Đấy, một lớp dày như này. Đấy, cái này bỏ ra để tí tiện thể vệ sinh đấy. Quay 4/80 các bác xem nhé. Đấy, thì các bác cứ về mở cái bồn bồn lavabo của bác ra, các bác nhìn là biết ngay. Nếu mà nó cũng bám một cái lớp dày đặc như thế này này, thì em khuyên các bác nên mua một cái lọc tổng về, bởi vì nước nhà các bác đang nói chung là nói ngắn gọn là đang bẩn, còn nó có những cái chất gì để nó tạo lên cái màu nâu bẩn thỉu này thì cái đấy phải đi phân tích, phải nhờ các chuyên gia phân tích, chứ còn mình người sử dụng mình chẳng biết, chỉ biết đây nó là bẩn thôi. Đây nó là bẩn, biết đơn giản thế thôi đấy. Nếu các bác mà không có cái lọc tổng mà mở vệ sinh cái gì nhỉ, cái máy giặt này hoặc là bình nóng lạnh này, toàn các chất y thế này luôn đấy. Còn các bác mà không dùng cả máy RO, các bác sử dụng uống trực tiếp thì kiểu gì các bác cũng uống phải những cái tạp chất này đấy, rất là nguy hiểm. Thế các bác nhé, cái video này em chỉ giới thiệu qua với các bác về cái lọc tổng thôi, còn hiện tại thì em đang mua cái lọc bông để về thay đấy. Thì các bác nào mà đang dùng lọc tổng và muốn thay cái lọc bông thì em để cái link ở bên dưới nhé, các bác có thể vào đấy mua. Còn hiện tại cái lọc tổng này hình như nó chưa bán ở trên Shopee nên em chẳng thể gửi link cho các bác được. Các bác cứ search trên Google chọn các cái đơn vị uy tín để mình đặt thôi. Giá của nó, cục của em nó tầm 7 triệu, còn hai cục thì nó tầm 10 triệu, ba cục nó từ 15 triệu trở lên. Đấy, báo giá mà em tham khảo với các bác rồi. Còn tùy các bác, tùy các nơi, tùy các hãng, uy tín mà nó chênh nhau lên khoảng độ vài 3 triệu các bác nhé.